làm bài kiểm tra quá vậy nè. Bận rộn thật luôn hả? Trời ơi. Sao áp lực quá vậy, có thời gian nữa. Confetti. Confetti. Trời ơi khó vậy. Oh my god. Louis Vuitton. Võ Công Khanh. Và gì á, người ta đã bắt đầu trả lời rồi mà. Chơi kỳ quá à. Chết là đọc sai là sẽ ngại lắm đây nè. Đúng không ơi? Là em mà đọc sai quê lắm. Khó quá. Cái này dễ này. London này, Paris này, Milan, New York. Paris, New York. À đâu nữa ta? Hồng Kông à? Milan, London, Paris, Thượng Hải. Milan, Paris, New York, Tokyo. Paris, Milan, New York. Cái gì nữa? Ô bị ngu rồi mà thì. Paris, Milan, New York. London. À? Milan. New York. Seoul. New York. Paris. Hai thôi. Bèo là Hadid. Thôi bỏ qua đi. Mình chỉ thích bài Kiki thôi. Không biết. Không biết. À. Em gái của Kiki không biết. À, Bella hả? Em nói à, chắc vậy. Dạ. Yeah. Là Bella Hadid. Bella Hadid. Bella Hadid. Bella. Cindy Crawford. Cindy. Không nhớ last name. Sorry. Quên rồi. Không biết luôn. Không biết luôn á. Không biết luôn á. Cái gì vậy? Ông bảy cái không nhớ nổi tên. Quên rồi. Tôi quên nó rồi cô. Cindy. Không, mình không chắc có lẽ đó đó không phải là cô gái mình thích rồi nên mình không biết. Kristen Dior. Kristen Dior. Nói về khoảng mà tên tiếng Anh thì mình dở quá đi. Nhưng mà mình biết ông ấy, nhưng mà tên tiếng Anh thì mình chịu thua, xin lỗi. Cái này thì thật sự là chị không nhớ đâu. Christian Dior. Trời ơi khó vậy. Dior, Dior. Mình không biết. Ủa này, em chỉ nhớ mặt thôi chứ em không nhớ tên đâu nha. Mấy câu này là chịu nha. Hai. Không biết. Không biết. Hai là thiết kế. Hai, đấy là hai anh sinh đôi. Oh my god. Bốn. Trả lời đại. Tây Ban Nha. Tôi nghĩ là không phải 22 nước này. Của Pháp. Pháp. Của Pháp. 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 Mình chỉ focus một vài nhà mốt mình thích thôi. Nhà thiết kế Công Trí, Lâm Gia Khang, Võ Việt Trung, Việt Hùng, Thuận Việt. Sao tự dưng nhớ tên nhà thiết kế áo dài không vậy trời? Đỗ Mạnh Cường, Công Trí, Lê Thanh Hòa, Khanh Kè, gì nữa ta? Lê Quý Khánh, Lê Thanh Hòa, Đỗ Long luôn, Kim Khanh, Hoàng Hải, Công Trí. Chị có thể kể thêm cũng được. Đỗ Mạnh Cường, Công Trí, Trung Thanh Phong, Lý Quý Khánh, Thủy Nguyễn, Lê Thanh Hòa, Đỗ Long. Lâm Gia Khang, Đỗ Long, Trung Thanh Phong, Phương My, Lý Quý Khánh. Anh Công Trí nè,
anh Trung Thanh Phong, anh Đỗ Long, một người bạn rất thân của Vân, Lê Thanh Hòa. Lê Thanh hết rồi hả? Chưa xong à. Anh Công Trí nè, anh Nguyễn Hoàng Tú nè, Lý Giám Tiền nè, Võ Công Khanh và gì á, người ta đã bắt đầu trả lời rồi mà chơi kỳ quá Trung Thanh Phong, Công Trí, Đỗ Mạnh Cường, lại nha. Đừng ác thế với em. Trời, không thể thế được, anh mà cho bọn đấy lên lại là em tạch luôn á. Estée Lauder, YSL Beauty, Chanel, Dior, Kat Von D, Urban Decay, Anna Sui, Dior, MAC, Maybelline New York, Shui Mura, MAC, Dior, Laneige, Q, Estée Lauder, Dior, L'Oreal, Maybelline và Suwa Sung. Chị dậu Christian Dior nè, Lam Crane, nhiều quá chị không nổi. Glacier, Isol Hong, YSL Beauty á, cái cuối cùng là cái gì? Shiseido, Dior, MAC, Cora Organic, Q, Estée Lauder, YSL, MAC và Vichy, Dior, Chanel, La Mer, Lancôme, tẩy trang, rửa mặt, tẩy tế bào chết, dưỡng ẩm, đắp mặt nạ, gì nữa ta, hết rồi, rửa mặt nè, toner, dưỡng ẩm, theo chịu là tẩy trang, rửa mặt, toner, dưỡng ẩm, dưỡng mắt, tẩy trang, tẩy da chết, đắp mặt nạ gel, xông hơi, dưỡng ẩm và bôi mặt nạ ngủ. 5 bước chăm sóc da đó là tẩy da chết, toner, serum, kem mắt và kem dưỡng ẩm. Rửa mặt, toner, dưỡng da, cấp ẩm, rồi lotion. Tẩy trang, làm sạch da, dưỡng ẩm, kem chống nắng. Đọc các tên thương hiệu này chắc chắn là My sẽ vượt qua được. Tại vì lúc mà đóng phim của Ba Sài Gòn thì trước khi đóng phim mình phải nghe rất là nhiều cái tên thương hiệu nổi tiếng ở trên thế giới. Và mình nghe cách đọc của họ và tập đọc theo đúng như vậy. Nên là My nghĩ thử thách này sẽ khá là dễ đó My. Đại ca tên đầu tiên, Dolce & Gabbana. Dolce & Gabbana. Dolce & Gabbana. D&G. Dolce. D&G. Dolce & Gabbana. Dolce & Gabbana. Những cái này cũng không sure lắm. D&G à? Dolce & Gabbana. D square. Khó quá. D square. D square 2. 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 Versace. 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 Gucci. 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 Chanel. Chanel. Chanel.
Chanel. Chanel. Chanel. Chanel. Chanel. Prada. 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 Cái này đọc theo tiếng Pháp nó khó đọc quá. Louis Vuitton hả? Louis Vuitton. 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 Burberry. 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 Calvin Klein. 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 Chắc là vậy. Thường thì chữ hay đọc là CK thôi. CK. Calvin Klein. Calvin Klein. Calvin Klein. Calvin Klein. Calvin Klein. Calvin Klein. Hermes. 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 Đúng không? Đúng không? Hermes. Hơi mệt. Hermes. À, đúng không biết nữa. À, đúng không rồi. Lên mà đọc sai quê lắm. Những câu trả lời của Phung đã hết rồi. Hơi thiếu muối, rắc muối thêm cho Phung nha. Và cảm ơn độc giả của tạp chí Đẹp đã lắng nghe. Và xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye. Đừng có cho bài này lên. Ác là luôn. Đang đói trả lời nhanh không được chết. Trở về đủ chưa?